Hello các bạn, ở trong phần 2 này chúng ta sẽ trao đổi với nhau về địa chỉ IPv6. Thì đầu tiên nói về cái sự cần thiết của địa chỉ IPv6. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy có hai cái vấn đề. Đó là địa chỉ IPv6 có độ dài là 128 bit. Do đó là nó có tổng cái số địa chỉ là khoảng 340 x 10 mũ 36 địa chỉ. Thế thì đây là một con số rất lớn và có thể sử dụng được trong tương lai. Thế còn đối với địa chỉ IPv4 thì đã cạn kiệt rồi. Bởi vì địa chỉ IPv4 có độ dài là 32 bit. Thì cái tổng số địa chỉ IPv4 trên toàn cầu là 2 mũ 32, tức là khoảng xấp xỉ 4 tỷ địa chỉ. Đấy. Thì con số 4 tỷ là quá nhỏ bé so với lại cái sự phát triển của các thiết bị như IoT cũng như là dân số. Thì tại sao, đó là câu trả lời tại sao chúng ta cần địa chỉ IPv6. Và ở đây, ở trong hình ảnh này, các bạn sẽ thấy là các cái tổ chức như ARIN thì đã cạn kiệt vào tháng 7 năm 2015 đối với địa chỉ IPv4. Đấy, tổ chức LACNIC đã cạn kiệt vào tháng 6 năm 2014. Rồi ở châu Á Thái Bình Dương cạn kiệt vào tháng 4 năm 2011. Đó. Do đó là chúng ta cần phải chuyển sang sử dụng địa chỉ IPv6. Thì tuy nhiên là địa chỉ IPv4 vẫn còn được sử dụng rất nhiều. Đấy. Thế thì để có thể là cùng tồn tại hay là để có thể là dịch chuyển từ địa chỉ V4 sang V6 thì nó có 3 cái kỹ thuật. Thứ nhất là dual stack, tức là các thiết bị đầu cuối cũng như thiết bị mạng thì chạy cả giao thức IPv4 và giao thức IPv6. Đấy. Đấy là cái thứ nhất. Cách thứ hai đó là tunneling. Đấy, các bạn nhìn thấy đây hai cái mạng IPv6 đấy, sẽ được kết nối thông qua một mạng IPv4. Đấy, nhờ vào đây có hai thiết bị router R1 và R2 là chạy dual stack. Thế còn kỹ thuật thứ ba để dịch chuyển đó là ở đây có một mạng IPv6 và bên này là một mạng IPv4. Thì để có thể giao tiếp được với nhau thì chúng mình cần một cái thiết bị là NAT64 router. Thì thiết bị này sẽ cho phép là chuyển đổi từ địa chỉ IPv6 sang IPv4 và ngược lại. Đấy, như vậy là có 3 cách chuyển dịch từ IPv4 sang IPv6. Ở slide này là sự biểu diễn của địa chỉ IPv6. Thì như các bạn nhìn thấy, địa chỉ IPv6 là được biểu diễn dưới dạng hexa. Đấy, và có độ dài là 128 bit. Và mỗi 4 bit thì được biểu diễn bởi một ký tự ở hệ hexa. Đấy. Và đây, đây là một chữ xì này là biểu diễn cho một hex test. Một hex test này có độ dài là 16 bit. Đấy, và giá trị của nó là từ 0000 đến FFFS. Các bạn lưu ý, đây là một ký tự ở hệ hexa. Thì đây là một số ví dụ về địa chỉ IPv6. Đấy, các bạn có thể thấy đây là một hex test. Và mỗi hex test được cách nhau bởi dấu 2 chấm. Đó. Đây. Thế thì khi chúng ta quan sát một cái địa chỉ IPv6 như thế này thì nó tương đối là dài và khó nhớ cũng như là khó viết. Đấy. Và cũng như là khó biểu diễn, đúng không ạ? Thế thì có cách thức nào để rút gọn địa chỉ IPv6? Đấy. Thì ở đây có cách thức thứ nhất, đó là hay là luật thứ nhất để chúng ta rút gọn, tức là chúng ta sẽ bỏ đi cái ký tự không ở bên trái nhất của mỗi hex test. Ví dụ như là trường hợp này, chúng ta sẽ rút gọn còn 201db8, đúng không? Đây chúng ta rút gọn 3 số 0 ở bên trái nhất của nó. Đấy, thì còn lại là 0, 1 đây, đúng không ạ? Đây 200. Đấy, chúng ta phải giữ nguyên 200 và bỏ số 0 này đi. Chúng ta nhớ là chỉ rút gọn số 0 phía trái nhất. Đấy. Quy tắc thứ hai đó là nếu như hai hex test mà toàn là ký tự không thì lúc đó chúng ta sẽ thay nó bằng hai dấu 2 chấm. Ví dụ ở đây các bạn thấy là đây chúng ta có hai cái hex test liền nhau liên tiếp bằng là hai ký tự không, chúng ta có thể rút gọn là thành hai dấu 2 chấm. Đấy. Tuy nhiên với cái luật hai này thì chúng ta chỉ rút gọn được một lần thì chúng ta không được rút gọn hai lần. Đấy. Các bạn lưu ý điều đó. Đấy. Hoặc là chúng ta biểu diễn dưới dạng này, rút gọn hai cái hex test này
là hai dấu hai chấm, hoặc trường hợp thứ hai để nguyên hai cái hashtag này và còn rút gọn cái hai hashtag sau. Đây. Đấy. Về các cái loại địa chỉ IPv6 thì ở đây chúng ta thấy có 3 loại. Thứ nhất là dạng unicast. Đấy. Dạng thứ hai là multicast và dạng thứ ba là anycast. Thế về cái biểu diễn hay là cái cấu trúc của một địa chỉ IPv6 thì nó bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần prefix 64 bit và phần thứ hai là interface ID. Đấy. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây có địa chỉ 201db8a.2.64 thì 64 này nó gọi là độ dài của prefix 64 bit. Thế còn phần đầu đấy, phần 201d0db8000a đây 000 tức là 4 hashtag thì chính là phần prefix. Thế còn ở đây là interface ID. Các bạn lưu ý là phần prefix, độ dài của phần prefix có thể là từ 0 đến 128. Đấy. Và điển hình là 64 bit. Thì đối với địa chỉ IPv6 unicast thì có lại chia làm các cái loại như bạn nhìn trên hình ảnh ở đây. Đó. Thì tuy nhiên ở đây mình chỉ trao đổi 3 loại phổ biến. Thứ nhất là loại global unicast. Thì nó tương tự như địa chỉ IPv4 public được định tuyến trên Internet. Còn loại link local thì được sử dụng trong nội bộ của một hệ thống mạng thôi. Đấy. Thế còn unique local là sử dụng trong nội bộ của một site hoặc là giữa một số lượng site nhất định, đấy, giới hạn. Thì nói về địa chỉ IPv6 link local thì chúng ta thấy đây nó chỉ sử dụng trong phạm vi nội bộ của một mạng. Và nó bao giờ bắt đầu bởi FE80.2.2.10. Nói thêm về cái cấu trúc của địa chỉ IPv6 Global Unicast thì chúng ta nhìn thấy ở đây là bao giờ cũng bắt đầu bởi 3 bit là 001. Đấy. Và khi mà chúng ta chuyển sang hệ hexa thì nó sẽ là 2.2.2.3. Một địa chỉ Global Unicast bao giờ cũng cùng có 3 phần. Thứ nhất là phần người ta gọi là Global Routing Prefix, thì phần này có độ dài 48 bit. Phần thứ hai là Subnet ID để thực hiện việc chia mạng con trong một cái tổ chức thì có độ dài là 16 bit. Và Interface ID là 64 bit nữa. Đấy. Thì 48 bit của phần Global Routing Prefix này thì được nhà mạng thì được gán cho các cái nhà mạng. Đấy. Cho các công ty. Và sau đó thì 16 bit tiếp theo là để các công ty sử dụng để chia mạng con ở trong tổ chức của mình. Đấy, còn Interface ID thì gắn cho các thiết bị. Đấy, ví dụ như đây các bạn nhìn thấy ở đây là có cái địa chỉ này. Thì 48 bit đầu là 201 đây, phần màu xanh. Đây chính là phần Global Routing Prefix. Phần màu tím ở đây, 16 bit là để subnet, là subnet ID. Và phần sau này 64 bit đó là Interface ID. Thì khi mà cấu hình địa chỉ IPv6 Global Unicast cho một cái cổng nào đó trên router thì chúng ta sẽ vào mode cấu hình cổng. Tiếp đó nhập câu lệnh IPv6, chúng ta lưu ý thêm chữ là V6 address, rồi chúng ta nhập cái địa chỉ bao gồm cả phần prefix length, tức là độ dài prefix. Đấy, cho cái cổng đó. Thế còn đối với các thiết bị đầu cuối thì chúng ta có thể gán tĩnh giống như IPv4 gán tĩnh, hoặc chúng ta sử dụng cái phương pháp gán IP động. Đấy. Thì đối với việc gán động cho các máy tính địa chỉ IPv6 thì nó có các cái cách. Thứ nhất là SLAAC. Thì đối với cách này thì thiết bị đầu cuối sẽ nhận phần prefix và prefix length từ router. Đấy. Thế còn một trường hợp khác đó là các thiết bị đầu cuối sẽ nhận IPv6 từ một máy chủ DHCP V6. Thì trong trường hợp là SLAAC như mình vừa nói là phần prefix và prefix length sẽ được nhận từ router. Đây các bạn thấy là máy tính này sẽ nhận hai cái thông tin đó từ cổng của router. Đấy. Tuy nhiên là máy tính cần phải có DNS, thông tin về DNS, thì router này không cung cấp được thông tin đó. Thì lúc đó
chỉ có máy chủ DHCPv6 server mới có thể cấp được thông tin về DNS. Đấy. Thì đấy người ta gọi là SLA AC và DHCPv6. Đấy. Đấy là cái option 2. Còn option 1 thì chỉ có thông tin về prefix và prefix length mà thôi. Và sau đó là thiết bị này sẽ tự động tạo ra cái phần interface ID theo cái kỹ thuật là EUI64. Đấy. Thế còn trường hợp thứ ba đó là toàn bộ cái thông tin về địa chỉ IPv6 là sẽ do máy chủ DHCPv6 cấp. Thì mình vừa trao đổi về phần EUI64. Đấy. Thì EUI64 là một cái kỹ thuật sử dụng để mà tạo ra cái phần interface ID dựa trên địa chỉ MAC. Ví dụ đây là địa chỉ MAC của thiết bị. Thì để chúng ta biết là địa chỉ MAC là 48 bit, thì để có thể tạo ra một interface ID 64 bit thì các bạn thấy là nó sẽ bổ đôi địa chỉ MAC này ra. Đấy. Sau đó chèn FFFE vào giữa. Đấy, FFFE vào giữa. Sau đó đổi cái bit số 7. Đấy, tính từ trái qua phải, từ 0 thành 1. Đấy. Và lúc đó chúng ta sẽ có một cái địa chỉ, một cái interface ID 64 bit. Đấy. Rồi thế còn đối với lại địa chỉ link local thì địa chỉ link local có thể được gán động hoặc là chúng ta có thể cấu hình thủ công. Đấy. Link local bao giờ bắt đầu với FE80-10, đúng không ạ? Đó, thì ok, thì đó chính là toàn bộ thông tin về phần địa chỉ IPv6.